tay phải nhá, thì tay trái phải bịt vào, nếu không thì nó sẽ vẫn thoát lên tay phải, tay sang bên trái. Thành ra là mình phải để ý, tức là mình bịt trái vào thì mình mới rung phải. Mở, bịt tay trái, rung tay phải, mở tay phải, mở tay trái. Đấy là một cái tuyến giai điệu mà từ cái kịch bản này nó tạo ra giữa cái nốt luyến láy và cái rung ngắn. Ngoài ra nó còn kết hợp với cả một cái kỹ thuật, tức là mình sẽ cho cái hơi nó ra vào rất là nhanh bằng cách là như kiểu mình đánh răng xong mình súc miệng ấy. Đó, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng trong trong âm nhạc, thì nó gọi nốt đấy là nốt tri. Đấy, thì sẽ dùng cái hơi để mình điều khiển cái nốt nhạc như vậy. Thôi, mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái keypad này. Cảm ơn bạn nhé đã quan tâm đến cái nhạc cụ này, và chúc bạn tập thành công. Xin chào.